Mốp Audio xin kính chào toàn thể anh chị em 50 âm thanh trên toàn quốc. Đây trước mặt anh chị em, hôm nay em xin test và giới thiệu tới toàn thể anh chị em một sản phẩm, một âm ly rất là nổi tiếng của hãng Marang. Đó là âm ly Marang, model là 1152. Này người đàn em của Marang 1150. Anh chị em xem. Máy rất là đẹp anh chị em. Máy là tuyệt vời luôn. Cái dòng này ghép tốt rất là nhiều các dòng loa anh chị em nhé, từ bass 25 đến 30 của những cái dòng loa Mỹ, dòng loa Nhật, JB, Jibun, thậm chí AR đánh cũng rất là hay. Trước tiên em lướt qua một loạt về tổng thể về mặt âm ly. Với cái dòng âm ly này thì có thể đánh được hai cặp loa, loa 1 và loa 2. Có chế độ đầy đủ chỉnh bát, trung, tép. Dòng này thì đặc biệt cái lon lớt thì nó có 8 tiếp điểm cho anh chị em chúng ta, từ tiếp điểm 0 tới tiếp điểm 8. Mỗi một tiếp điểm thì nó có thể nâng thêm cái dải trầm. Rất là hay, rất là tiện dụng cho anh chị em chơi. Em đang ghép âm ly Marang 1152 này với cặp loa JBL Bass 25. Nghe nhạc đàn rất là phê. Dòng này cũng có đầy đủ các ngõ follow 1, follow 2, tuner AUX. Rất là nhiều đường, được tiếp 1, tiếp 2. Dưới này phần chỉnh cắt tần với cả phần chỉnh âm sắc. Chế độ nhỏ 20 dB, ba lăng gạt trái phải. Dòng này thì nó chạy 2 tụ nguồn và 8 con sò Marang chữ đỏ, sò chính hãng luôn. Vỏ gỗ của Việt, made in Việt Nam anh chị em nhé, vỏ gỗ đóng. Em quay mặt sau cho anh em chị em tí. Mà quay đi ra mặt sau thì anh chị em chúng ta cùng dễ nhìn hơn. Đây là đánh hai cầu A và B. Anh chị em xem này, cái bộ rắc hàng bãi về, bộ rắc vàng ươm này. Model 1152, điện 100V, công suất 190W. Thế âm ly này thì chúng ta có thể làm bao hoặc dề, rất thích hợp và bao dề riêng biệt, rất là hay. Âm ly là mới, còn rất là mới và đẹp. Đây em bật công tắc nguồn lên lại. Âm sắc thì cũng rất là hay, không thua kém bậc đàn anh 1250 là mấy. Và giá thành thì lại rẻ tới đây lửa, phân lửa anh chị em. Dòng này thì các cái dòng loa của Nhật, của Mỹ, Bass 25-30 em nó đánh rất là tốt. Âm sắc rất là tốt anh chị em nhé. Đây em gửi xuống cho anh chị em này, tép này, nhảy bát đây. Dòng này thì tùy theo gu sở thích của anh chị em mà chúng ta có thể điều chỉnh trên cái bộ ba âm sắc này, bát, trung, tép này. Ngoài ra đấy, như em nói, nó phần lon lớt nó 8 cái tiếp điểm, rất nhiều tiếp điểm để cho anh chị em chúng ta lựa chọn. Âm ly rất là đẹp và nguyên zin. Bên em cũng thông báo luôn cái giá, cái tình trạng giá. Máy thì nguyên zin, hoạt động hoàn hảo, giá rất hợp lý cho anh chị em chúng ta, 11.500.000. Sản phẩm này Marang 1152 có giá là 11.500.000, ghép tốt các dòng loa.
Và tiếp theo thì em mời anh chị em chúng ta cùng thưởng thức một cái lít test nhỏ. Em nghe trên nhạc YouTube anh chị em nhé. Âm ly Marang Modern 1152 có giá là 11.500.000. Anh chị em có nhu cầu thì có thể alo cho em theo bảng tên trên 0904997890. Cần thêm những hình ảnh chi tiết cụ thể thì em có thể gửi qua Zalo hoặc là Messenger. Và clip thì em cũng xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm theo dõi kênh test âm thanh của Boombox Audio. Xin chào và xin hẹn gặp lại.